Tubi. Thùy Dung rất vui khi được gặp lại quý vị trong số phát sóng lần này. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm trên thế giới có hàng ngàn kỷ lục mới được phá vỡ, từ những điều đơn giản như là nâng tạ hay là xỏ khuyên nhiều nhất trên cơ thể, một số khác thì lại khác tưởng hơn và hầu hết những kỷ lục đó đều vô hại. Nhưng có một chiến dịch quy mô tưởng chừng vô hại và đem lại phụ kiện trị giá cả trăm triệu đô. Tưởng là lập kỷ lục rào bất ngờ nhưng lại là chuỗi bi kịch không có hồi kết. Bóng bay đối với mỗi chúng ta đều gợi ra những liên tưởng hay là cảm xúc rất riêng. Có lẽ vì nó thường được gắn với những ngày lễ hội, ngày lễ mà đa số chúng được tìm thấy và hân hoan khi hòa mình vào trong không khí chung của những ngày dịp lễ trọng đại. Vậy thì trong số phát sóng lần này, hãy cùng với Thùy Dung và Khám Phá Tubi cùng tìm hiểu câu chuyện kỳ lạ ngay sau đây nhé! United Way chi nhánh tại Severland đã kêu gọi mọi người giúp đỡ cho họ để họ có thể thực hiện một chiến dịch quảng cáo thật ấn tượng. Các tổ chức phi lợi nhuận luôn muốn gây ra được sự chú ý của công chúng, bởi càng nhiều người biết đến và chung tay đóng góp thì nguồn lực sẽ càng lớn và việc tạo ra những hình ảnh tích cực cho cộng đồng sẽ càng dễ dàng hơn. Việc đánh bóng tên tuổi này thật ra không hề xấu chút nào, chỉ là cách thực hiện là hơi khó coi mà thôi. Với mức giá $1 cho mỗi cặp bóng bay, United Way hy vọng số bóng mua được sẽ đạt đến 2 triệu quả. 2 triệu quả bóng sẽ được thả cùng một lúc và phá vỡ mọi kỷ lục trên thế giới từng ghi nhận trước đó. Về mặt quy mô, ai cũng biết và công nhận rằng United Way chắc chắn sẽ khiến mọi người trầm trồ. Tuy nhiên, không ai hiểu rõ khi đó người ta có nhìn trước được những hậu quả đáng ngại về môi trường hay không. Rất nhiều người đã ủng hộ sự kiện này một cách hào hứng bằng tiền túi của mình. May thay, vào ngày sự kiện diễn ra thì con số này chỉ dừng ở mức 1,4 triệu quả, thấp hơn kha khá so với dự tính. Dẫu vậy, người ta vẫn phải huy động hơn 2.500 học sinh và tình nguyện viên tham gia mới có thể bơm hết số bóng này. Và một dàn giáo đã được xây dựng tạm ở quảng trường để giữ cho bóng không bay mất trước khi thả. Công trình cao tương đương một tòa nhà 3 tầng với diện tích là 3.500m2. Chỉ cần nhìn vào đây, ta cũng có thể thấy United Way đã đầu tư mạnh tay đến mức nào. Không một ai là không háo hức trước sự kiện trọng đại này. Sau 6 tháng chờ đợi, thời khắc quan trọng cũng đã đến. Thứ Bảy ngày 27 tháng 9 năm 1986, bất chấp sự phản đối của thời tiết, toàn bộ số bóng bay đã được thả vào lúc 13 giờ 50 phút theo giờ địa phương. Kỷ lục Guinness đã thuộc về lễ kỷ niệm 31 năm thành lập của Disneyland năm trước. Lúc này đã chính thức bị thay thế bởi United Way. Khoảnh khắc mà hơn 1 triệu quả bóng được thả ra, mọi người đều hô hào trong sung sướng và tự hào. Họ đang ở đây chứng kiến một sự kiện chắc chắn sẽ được nhớ mãi trong lịch sử loài người, không hạnh phúc sao được. Ấy vậy mà, niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ ít hôm sau, không biết bao nhiêu tai ương đã ập đến và vỗ vai tổ chức này bởi những hậu quả mà hội bóng vô tình mang lại. Vào thời điểm sắp diễn ra sự kiện, người ta đã dự báo rằng có một cơn bão lớn sắp sửa sẽ quét qua. Nhưng thay vì chọn hướng giải quyết an toàn hơn, United Way đã quyết định thả bóng sớm hơn dự kiến. Thông thường, loại bóng bay Lastec bơm bằng heli mà ban tổ chức sử dụng có thể trụ được khá lâu trên không trung và hoàn toàn có thể phát tán đủ xa trước khi bị xẹp rồi rơi xuống đất. Tuy nhiên, không khí lạnh cùng với mưa gió khắc nghiệt đã giáng xuống những quả bóng tội nghiệp một cái kết đau lòng. Chúng vừa bay lên đã ngay lập tức gửi trả về mặt đất. Bóng bay quả thì nổ, quả thì xịt, rơi xuống mặt đất với mật độ dày đặc làm tắc nghẽn giao thông đường bộ và đường thủy của toàn bộ Đông Bắc Ohio. Không ít tai nạn đã xảy ra do tầm nhìn của người đi bộ hay là đi đường bị che khuất bởi các vật thể lạ nhiều màu sắc. Sân bay Bouquet Lake Falls gần đó cũng phải tạm ngừng hoạt động hơn 30 phút để tránh những tai nạn đáng tiếc. Chẳng những gây ra vô số nguy hiểm nhãn tiền, số bóng khổng lồ này còn để lại hậu quả về môi trường mà không ai có thể đong đếm được. Mà nó không chỉ diễn ra ở Hoa Kỳ, vì người láng giềng Canada cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ. Cũng đã trôi dạt vào bờ biển, của nước này nhiều không thể xiết và cư dân địa phương chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm rồi tự bảo thu dọn bãi chiến trường. Đau lòng hơn cả, có sai lầm một khi đã mắc phải sẽ chẳng có cách nào bù đắp được. Lượng bóng quá lớn rơi xuống cùng một lúc là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho hai ngư dân vô tội. Raymond Bruderick và Bermas Surer ra khơi vào ngày 26 và được thông báo là chưa thấy trở về vào ngày hôm sau, tức là đúng thời điểm diễn ra sự kiện. Hai đội tìm kiếm trên không và tầm thấp ngay lập tức được cử đi, đều phải quay trở về tay không vì bóng xịt đã che hết tầm nhìn của họ. Trực thăng không thể đi vào những vùng còn nhiều bóng rơi vì lý do an toàn.
Còn đội tìm kiếm bằng tàu thì chẳng tài nào nhìn thấy bất cứ thứ gì dưới mặt nước vì đã bị phủ kín các loại bóng. Công cuộc tìm kiếm chấm dứt 3 ngày khi thi thể của hai nạn nhân mất tích đã trôi dạt vào bờ ngày 29. Tàu của họ cũng đã tìm thấy, nhưng người thì đã ra đi mãi mãi. Vợ của Raymond đã đâm đơn tố cáo United Way và thắng kiện với tỷ số là 3,2 USD. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tổ chức bởi hành động cố tình để sự kiện tiếp diễn mà không để ý tới thời tiết và các tình huống khẩn cấp trong khu vực là không thể chấp nhận được. Đây cũng không phải là rắc rối pháp lý duy nhất mà tổ chức này vướng phải sau thảm họa bóng bay ngày hôm đó. Người phụ nữ tên là Lucy Novakosi cũng đã kiện United Way vì cho rằng vì số bóng này đã làm con ngựa quý của cô hoảng loạn mà gặp chấn thương để rồi bị tật vĩnh viễn. United Way phải ngậm ngùi bồi thường cho Lucy 1.000 đô la Mỹ kèm theo một số điều khoản nhượng bộ khác. Như vậy sau tất cả, ngoài số tiền bỏ ra ban đầu là 500.000 đô la, United Way còn bị lỗ thêm hàng triệu đô la với các khoản bồi thường và lạm chi trong quá trình tổ chức. Với ngần ấy tai nạn, hội bóng năm 1986 không những không lưu lại tất cả những dấu ấn nào tốt đẹp mà còn khiến họ xấu hổ vừa thất vọng. Quá nhiều tiền bạc bị lãng phí chỉ để đổi lại những gì thế kia. Nhiều người còn cho rằng nếu như 500.000 đô và số tiền quyên góp được sử dụng vào những việc hữu ích hơn, thì có lẽ United Way đã ghi điểm trong mắt thế giới theo một cách khác. Tuy không vang dội bằng, nhưng chắc chắn sẽ là tích cực hơn. Tất cả có lẽ bây giờ chỉ có thể là một bài học đắt giá, không chỉ riêng cho United Way mà cho tất cả những ai đang định chơi lớn xem mọi người có trầm trồ. Marketing là một nghệ thuật, và nghệ thuật thì đòi hỏi phải khắt khe. Có tầm cỡ nhưng thiếu tầm nhìn thì mọi thứ cũng sẽ trở thành thảm họa. Bạn thấy đấy, đây chính là minh chứng rõ nhất của câu vui thôi, đừng vui quá. Nếu thấy video này thú vị, đừng quên cho mình một nút like và chia sẻ với những người xung quanh quý vị nhé. Và quý vị cũng đừng quên hãy nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông ngay bên cạnh để cùng cập nhật những video mới nhất của Khám Phá Tubi. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.